Những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Sau khi Subhadra đã trở thành người cuối cùng chứng đắc thánh quả A-la-hán, Đức Phật cho lời khuyến giáo, lời tối hậu, Ngài nói với Đại Đức Ananda, nhưng được nhắm đến tất cả chúng tỳ khưu đang hiện diện. À, này Ananda, nếu có ai đó trong các ngươi nghĩ rằng giáo pháp được thuyết giảng bởi bậc đạo sư đã không còn người thuyết giảng, giờ đây chúng ta không còn bậc đạo sư. Nhưng, này Ananda, sự tuyệt vọng như vậy quả thật không cần thiết. Này Ananda, pháp và luật mà Như Lai đã giảng dạy và trình bày đến các ngươi trên 45 năm này sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi Như Lai diệt độ. B. Này Ananda, bây giờ các vị tỳ khưu xưng hô với nhau bằng từ hiền giả, bạn, bất chấp hạ lạp bậc cao. Họ không nên xưng hô với nhau như thế sau khi Như Lai diệt độ. Một vị tỳ khưu cao hạ nên xưng hô với vị tỳ khưu thấp hạ hoặc bằng pháp danh của vị ấy, hoặc bằng tên họ của vị ấy, hoặc bằng tước vị Avusso. Và vị tỳ khưu thấp hạ nên xưng hô với vị tỳ khưu cao hạ bằng tước vị bằng T. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là Thượng Tọa hay Ayasma Đại Đức. C. Này Ananda, sau khi Như Lai diệt độ, Chư Tăng nếu muốn có thể bỏ những điều luật nhỏ nhặt và thứ yếu. D. Này Ananda, sau khi Như Lai diệt độ, hãy áp đặt tội phạm đàn đối với tỳ khưu trần nát. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, tội phạm đàn là gì? Này Ananda, hãy để trần nát nói điều gì vị ấy thích. Không vị tỳ khưu nào được phép có ý kiến nhận xét về những gì vị ấy nói ra. Các vị tỳ khưu cũng không được khuyên răn vị ấy, cũng không ngăn cản vị ấy. 1. Về điểm thứ yếu, ý của Đức Phật là Ananda, trong khi Như Lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng dạy cho các ngươi năm bộ sách về luật, tức là Maha Quách Gá, Chư Lá Quách Gá, Khanh Đắc Cá, Barik Quà Rá, A Bộ Song Quý Bác Gá, cùng với những bộ chú giải phụ theo, bao gồm 7 loại tội với những trường hợp cơ bản, cho mỗi loại tội bên trong 7 loại tội ấy như đây là tội nhẹ, đây là tội nặng, đây là tội có thể sám hối, đây là tội không thể sám hối, đây là tội đã định rõ, đây là tội không đáng kể, đây là tội có thể cứu chữa được do sự tha thứ từ phía bị hại, đây là tội có thể cứu chữa được do sự tha thứ của nhóm tỳ khưu có liên quan, đây là tội có thể cứu chữa do tăng quyết định, v.v. Tất cả những giáo lý này đều nằm trong tạng luật mà sau khi Như Lai diệt độ sẽ là đạo sư của các ngươi. Này Ananda, trong khi Như Lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng dạy cho các ngươi về tạng kinh, bao gồm 37 pháp trợ bồ đề, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, cùng với chú giải phụ theo. Tất cả những giáo lý này đều nằm trong tạng kinh mà sau khi Như Lai diệt độ sẽ là đạo sư của các ngươi. Này Ananda, trong khi Như Lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng dạy cho các ngươi về Abhidhamma, phân tích pháp một cách chi tiết như đây là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, 9 nhân, tứ thực, 7 loại xúc, 7 loại thọ, 7 loại tưởng, 7 loại tư, 7 loại thức. Và trong tất cả những pháp ấy, Như Lai đã cho các ngươi những sự phân loại, kể chúng ra dưới những chủ đề pháp dục giới, pháp sắc giới, pháp vô sắc giới, pháp vô nhân, pháp hợp thế, pháp siêu thế. Như vậy, bắt đầu từ việc kể ra những pháp như uẩn,
là lâu đài của Abhidhamma đã được xây dựng lên dành cho các ngươi với vô số loại phương pháp phân tích và tổng hợp gồm có 24 bộ sách về Bhadhana. Tất cả giáo lý này đều nằm trong tạng vi diệu pháp mà sau khi Như Lai diệt độ sẽ là đạo sư của các ngươi. Những giáo lý này mà Như Lai đã giảng dạy cho các ngươi trên 45 năm tạo thành Dhamma và giáo pháp Tam Tạng Pitaka, 5 bộ Nikaya, 9 phần giáo pháp, số lượng 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn này vẫn tồn tại với các ngươi. Đức Như Lai là bậc đạo sư duy nhất mà sẽ không còn nữa. Trong khi Như Lai còn tại tiền, các ngươi ở dưới sự hướng dẫn và giám sát của một bậc đạo sư duy nhất. Khi Như Lai diệt độ rồi, 84.000 pháp môn này mà có thể được gọi là 84.000 đạo sư sẽ hướng dẫn các ngươi, thay ta giám sát các ngươi. Như vậy, Đức Phật đã khuyến giáo và an ủi các vị tỳ khưu. 2. Về nội dung của phần B, Đức Phật dạy về luật xã giao trong các vị tỳ khưu. 3. Về nội dung của phần C, Đức Phật không đưa ra một lời nhắn nhủ dứt khoát nào với ý nghĩ rằng những điều luật nhỏ nhặt và thứ yếu có thể được hủy bỏ. Thay vào đó, Ngài giao cho chư tăng được quyền lựa chọn làm như vậy. Tại sao Đức Phật lại đặt vấn đề trong tình trạng không dứt khoát? Câu trả lời là, Đức Phật thấy sức mạnh của sự tinh chắc và sức mạnh của trí tuệ trong người Đại Đức Maha Kassapa. Đức Phật thấy rằng, cho dù Ngài có đưa ra lời nhắn nhủ không dứt khoát như vậy, nhưng chư tăng trong hội đồng kết tập do Đại Đức Maha Kassapa chủ tọa sẽ không hủy bỏ bất cứ điều luật nào, ngay cả những điều luật nhỏ nhặt và thứ yếu. Đây là điều đáng chú ý. Sau khi Đức Phật đã nói những lời ấy đến Đại Đức Ananda, Ngài bèn nói với các vị tỳ khưu như vậy. Này các tỳ khưu, nếu có sự nghi ngờ hay phân vân trong vị tỳ khưu nào đó về Đức Phật hay Đức Pháp hay Đức Tăng hay đạo dẫn đến Niết Bàn hay pháp hành của Bậc Thánh, thì hãy nêu ra những câu hỏi với Như Lai. Này các tỳ khưu, và đừng để mất cơ hội, để rồi phải hối tiếc về sau với ý nghĩ rằng chúng ta ở chung với Đức Thế Tôn tại đó mà chúng ta không giải rõ hoài nghi của chúng ta bằng cách hỏi Ngài những câu thắc mắc của chúng ta. Khi Đức Phật nói điều này, các vị tỳ khưu làm thinh. Đức Phật hỏi lại lần thứ hai, nhưng các vị tỳ khưu vẫn làm thinh. Khi Đức Phật hỏi lần thứ ba, các vị tỳ khưu vẫn làm thinh. Nhân đó Đức Phật nói với các vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, có thể rằng các ngươi không nêu ra những câu hỏi bởi vì các ngươi tôn kính Như Lai do nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là những tỳ khưu đệ tử của Đức Thế Tôn. Chúng ta có được 4 món vật dụng cũng nhờ Đức Thế Tôn. Chúng ta không có ngờ vực về Ngài. Tuy nhiên chúng ta thật không phải lẽ khi ngờ vực Ngài trong giờ phút cuối cùng này. Này các tỳ khưu, nếu là như vậy, thời mỗi vị tỳ khưu nên đem sự nghi ngờ hay phân vân của mình nói với bạn đồng tu. Và các vị tỳ khưu vẫn giữ im lặng, Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật. Thật kỳ diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn. Con tin rằng trong chúng tỳ khưu này không có một vị tỳ khưu nào mà có hoài nghi hay phân vân về Đức Phật. Hay Đức Pháp, hay Đức Tăng, hay Đạo, hay Pháp Hành. Và Đức Phật nói rằng, này Ananda, ngươi nói điều này là từ niềm tin. Còn Như Lai thì Như Lai biết rằng, trong chúng tỳ khưu này, không có một vị tỳ khưu nào mà có sự nghi ngờ hay phân vân về Đức Phật, hay Đức Pháp, hay Đức Tăng, hay Đạo, hay Pháp Hành. Này Ananda, trong 500 vị tỳ khưu này, ngay cả vị tỳ khưu thành tựu thấp nhất cũng là bậc Tu Đà Hoàng, không còn đọa lạc xuống 4 khổ cảnh, nhất định sẽ đạt được 3 đạo bậc cao. Rồi Đức Phật nói lời giáo huấn cuối cùng với các vị tỳ khưu. Giờ đây, này các tỳ khưu,
Như Lai nói điều này là lời giáo huấn cuối cùng của Như Lai. Vô thường biến hoại là tính chất cố hữu trong tất cả các pháp hữu vi. Do đó, hãy tinh cần và chánh niệm phấn đấu để thành đạt mục tiêu. Đây là lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Điều này được nói ra khi Đức Phật sắp diệt độ. Sự cô đọng có ý nghĩa nhất trong tất cả các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng trên 45 năm thành một từ duy nhất, đó là Appamattha, không dễ vui, chánh niệm hay tinh cần.